lấy nhiều Ê, người tẩy mày, là nhiều người là nhiều tẩy mày, nha. Mày nhớ cái món nãy tao kêu chưa? Long nách xào lá cách nha. Đó, vô lấy đi. À. Lấy sao cái tẩy đá với nó bỏ. Tại vì tao có cây cách tới đây nè. Cây lá cách mày vô đổng mày kêu đầu bếp là lấy. Chào cả nhà mình ha. Thì hôm nay mình sẽ đến vườn Sari, vườn táo hồng. Đó, để cho cả nhà mình ha. Đây. Trái quá trời trái luôn nè cả nhà. Đó, thấy không? À, mình đứng đây rồi ăn được luôn hả? Đây đã đi tới vườn táo hồng rồi. Cái táo đâu? Cái này là cái táo hồng hả? Đâu có, này là dâu tầm ăn. Bin, con bẻ vậy Bin. Táo hồng này nó màu hồng, gọi táo hồng đúng không Bin? Này dâu tầm ăn. Đó. Đây. Đây là đi vô vườn táo hồng. Sagi. Cái đó cậu biết ăn rồi. Đó. Ngay bẻ Bin trái vô tầm ơi. Rồi. Đây trái này. À, đi vườn táo rồi mình em sầu riêng theo chứ quý vị. Trời ơi. Đi vườn táo mà. Có lệ thôi. Đây có lệ thôi chứ ăn sầu riêng hả? Ăn sầu riêng mà không có ăn táo được. Rồi xin chào cả nhà nghe. Thì ồ ở đây không phải táo nha. Đây là trái trái gì đẹp quá. Ồ cái thằng này mày vô vườn táo mày đá banh bàn hả? Hả? Đây, đó. Các bạn thấy không? Vườn Sagi. Đây là vườn Sagi. Đậu má nó cầm ở cái lỗ Phúc ơi, mày cầm cho nó đi Phúc. Vô táo mẹ nó ăn gì? Vườn Sagi. Trái chín. Nặng tiểu luôn. Quá trời trái luôn. Phúc. Ăn gì ạ? Gói ghê ăn muối hả? Đây sao gì? Đây có mấy chén muối luôn nữa nè. Đó quá im. Đó. Mở ngượng chén phải không? Thằng đây mở cửa vô vườn táo đây. Ơi cái này cốc mà con. Táo này nè, đây cái cốc tượng trưng ngoài thôi. À cái cốc tượng trưng ngoài phải không? Ờ táo này táo cho nhân. À. Khoan từ từ từ. Ờ. Khoan. Rồi, vô. Đó. Cái là cái gì quý vị? Cái cốc. Cái cốc. Mở cửa lại. Mở ra. Thúi cứ heo. Ôi sao ông táo mà thúi cứ heo? Tào lao vậy? Ủa ông táo lại thúi dữ vậy ha ta? Ủa Bin, có nghe mùi gì không Bin? Thoang thoảng qua đây. Phải không nha? Tôi không tin rồi đó. À, cái táo này nè. Thì bông táo nó thúi vậy đó. À, bông mà lùi xuống lùi rồi kìa. Cái bông này nè, nó thúi nè. Phải không nghe không? Ừ. Thì táo tái quá trời tái luôn nè cả nhà ơi. Táo quá trời tái luôn. Ừ. Nhỏ rồi. Không bự rồi. Đâu? Để cái táo đó con. Đâu? Cái này là bán nóc. Ăn rồi không bé rồi. Kìa trước mặt không kìa. Mưa rồi rồi không à. Đâu? Chú ngoại năm nói chú ngoại. Rồi bo không ăn được gì hết. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài đấy không có sao. Đi ra ngoài.
Ồ, trái à, con bẻ được nhiêu rồi Phúc? Bẻ mới vô gỗ đi vô vô bẻ đi. Tao còn. Nhóc quá trơn nè, còn không gì đâu, quá trời quá đất trái nè. Sao không bắt? Thấy nơi nào chín hình bẻ. Nè. Cái gỗ đâu rồi? Cái gì vậy? Thái táo đi. Ngon Phúc. Cái trái này là hai ba con mày hay mua nè đúng không? Ủa còn hồi nãy cái thổi sen ngon bỏ đâu rồi ta? Chút nữa còn cái nào một cái bự nữa không? Quá trời trái luôn. Đi vô. Đây khi vô nằm trong trời rồi. Chuẩn bị chuẩn bị kêu thức ăn tiếp. Con hỏi gì hơn? Hơn. Hỏi trái nàng được không? Không biết cái này hả? Gì không? Không. Cậu không biết trái đó trái gì luôn. Trái siro. Trái siro hả? Thì ăn được không? Không biết. Phải không nghe? Đây là tiếp viên nhí nè, nghe không? Đây, thì ghi vậy rồi mày nhớ không? Lấy nhiêu tẩy là nhiêu người là nhiêu tẩy nha. Mày nhớ cái món nãy tao kêu chưa? Long nách xào lá cách nha. Đó, vô nãy đi. À. Tại vì tao có cái cây cách ở đây nè. Cây lá cách mày vô đổng mày kêu đầu bếp là nữa là ok đó. Cây này là cây cách nha cả nhà. Cây lá cách. Chuẩn bị cái món này là ngon lành luôn đó. Ê mày vô đó mày nằm hả? Đây là sari nha cả nhà. Đó. Sari quá trời trái luôn. Ừ.